Không đi. Lâu lắm rồi nhỉ? Vâng. Chiến mà nhìn quả để quả màu xong rồi để quả gáy đó thì chiến lắm. Nhưng mà gặp phụ huynh thì gặp nhìn người kịch thầy giáo hoặc ước cô giáo nhìn hơi lố thì để gáy chiến mà. Rồi đi học đại học rồi đúng không? Vâng. Đại học thì gần như làm gì với thằng nào biết thằng nào mấy đúng không? Vâng đúng rồi. Học cấp 3 cơ. Học cấp 3 biết rồi. Học cấp 3 mà biết trường nhau biết cơ. Học đại học xong thì nhiều khi thằng nào biết thằng đấy đi vẹ về. Còn mấy khi bọn nó đứng ở cổng trường hay là nó đi gặp nhau đâu đúng không? Vâng. Đại học nó đông quá. Không giống trong phim, không giống như nào ở cấp 3, cấp 2. Thử cấp 3, cấp 2 để xem biết mặt nhau ngay. Xưa mình đi học mình nhuộm một lâu lâu phất phất cái đã bị thầy cô mẹ còn nó nhắc nhở. Em bị ngày tầm thứ tư em bắt đầu em nhuộm lại màu đen. Thế thứ tư thứ ba chung ở nhà thì cứ nhộn chơi chơi rồi đúng không? Vâng. Đi học hay đi đâu đi làm các kiểu là có phải lịch sự gọn gàng, tóc đen sơ mi quần dài. Chỉ là đi làm tự do chứ không. Tóc không máu lửa đời không lẻ. Nhưng mà thật là cắt tóc chưa dành nên đám tẩy anh nhuộm vàng khè rồi. Đâu lúc anh nhuộm một tím ấy. Phai ra. Phai ra. Thì cũng phải tẩy đúng không? Vâng, phải tẩy. Tẩy xong nhuộm một tím xong lại phai ra một lần. Vâng. Sao ra hôm nay không bị cào? Bị cào nhiều chứ. Nhưng mấy rồi. 6 giờ mà 5. À không. Sâu ơi ngồi xa ra chưa cầm thế à? Sâu, đây xuống dưới. Kiểu như là bà ấy mời ra vào nói chuyện nè. Hả? Ở kiểu trên TikTok nó có cái kiểu như là mời người lạ kiểu các thứ ấy. Ai đồng ý thằng ý. Mời người lạ vào xem đúng không? Xem livestream à? Vâng. Cái đó buồn cười nhỉ? Nếu ai là cũng báo. Báo thôi không phải là mình vào hay không là cười mình. Đấy. Đa số là mama là vào. Anh. Đừng quay đầu nhé, anh đang cắt chỗ này, quay đầu là đi cả cụm. Thấy vứt xuống ra nhỉ, kiểu như đầu lấm cũng bát đấy. À vứt lên à?
hai bên. Em ngồi lùi xuống trước. Rồi ok rồi. Cao quá cơ. Tầm mấy mấy? Tầm mấy bảy rồi. Giờ là kịch kim như nhỉ? Chưa đúng không? Chưa. Hai mấy nhỉ? Hai... 20. Hai mấy thì nó mới hết rồi đúng không? À, tầm... cứ tầm 20. 20 trở đi rồi. Đang dở chừng. Cho khoảng bằng hạt lạc vào, xong rồi xoa ra, xong rồi xịt vuốt lên thôi, có gì đâu. Thế nên lấy lọ mới đi, lọ kia chắc được lâu rồi đúng không? Em mới lấy lọ này, mà lấy lại cứng hơn đấy.